Trùng tên với một thương hiệu ô tô nổi tiếng, anh Toyota sinh năm 1990, quê Gia Lai, đã bén duyên với lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên cái tên đặc biệt cũng đem lại không ít phiền toái. Lần gần đây nhất, anh đã phải trình chứng minh nhân dân khi ra mắt bạn gái. Với những người làm việc trong lĩnh vực ô tô vận tải, cái tên Mr. To không còn xa lạ. Anh nổi tiếng với kinh nghiệm đào tạo nhân sự, bán hàng trong giới kinh doanh ô tô. Chia sẻ về cái tên đặc biệt, anh Toyota cho biết, bố anh làm nghề sửa chữa ô tô và rất yêu thích các thương hiệu xe nổi tiếng. Trong một lần ngồi uống nước, ông đã nảy ra ý định đặt tên con theo tên các kỹ sư, doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Đến lúc kết hôn và có con trai đầu lòng, ông đã lấy thương hiệu Toyota để đặt tên cho anh. Từ nhỏ, anh Toyota có sở thích ô tô giống bố và học giỏi môn vật lý. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, anh làm việc tại Thaco Trường Hải một năm, sau đó chuyển sang làm việc tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Sau 8 năm làm việc tại Toyota Phú Mỹ Hưng, anh đã xin nghỉ việc vào đầu năm 2023, quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, anh đã nhận lời huấn luyện, đào tạo nhân viên bán hàng cho các đại lý. Anh Toyota cho biết, thời còn đi học anh thường bị bạn bè cùng lớp trêu đùa bởi cái tên độc lạ. Lớn lên anh suy nghĩ tích cực hơn và không còn tự ti nữa. Mặc dù vậy, cái tên đặc biệt cũng khiến anh không ít lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Khi bán hàng ở đại lý ô tô, anh đều chủ động trao danh thiếp và giới thiệu bản thân để tránh hiểu lầm. Lần gần đây nhất, sau khi tìm hiểu và làm quen với một cô gái thông qua mạng xã hội Facebook, trong lần đầu gặp mặt, anh đã phải đưa chứng minh nhân dân cho bạn gái kiểm tra sau khi cô này nghĩ anh chơi đùa. Được biết, ngoài anh Toyota, hai người em của anh cũng được đặt tên theo các dòng xe và hãng điện tử nổi tiếng. Người em gái tên Tokorona, em trai út tên Tosoni.